Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến với kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Rất vui em anh chị được gặp nhau trong bản tin thị trường hài của em. Thị trường tiếp tục kết thúc một cái phiên trong trạng thái bật tăng rất là hưng phấn. Đã có những thời điểm chúng ta thấy được thị trường chinh phục được cái ngưỡng cản 1.100 điểm. Tuy nhiên với cái lực cầu của thị trường không đủ tốt, thị trường đến cuối phiên nó không thể giữ trên vùng giá 1.100 điểm đó. Nhưng trên quan điểm của em vẫn đánh giá ngày hôm nay là một phiên bật tăng rất tích cực của thị trường chúng ta. Sự tích cực nó thể hiện trên cái độ lan tỏa dòng tiền khi chị thấy được kết thúc phiên thị trường có khoảng 322 mã trong trạng thái tăng giá và chúng ta chỉ có đâu đó khoảng 105 mã giảm giá thôi. Trong 322 mã tăng giá đó thì chúng ta thấy được rất nhiều nhóm ngành có trạng thái bật tăng mạnh, thậm chí chúng ta còn nhìn thấy những cái cổ phiếu có sắc tím và chúng ta ngày hôm nay thấy được có đâu đó khoảng 24 mã cổ phiếu trong một trạng thái kịch trần. Các nhóm ngành thì nó thể hiện cái sự tích cực ngay từ đầu phiên giao dịch đến cuối phiên và chúng ta nhìn thấy được khi kết thúc phiên một cái màu xanh bao trùm đại đa số các nhóm ngành thị trường, rất ít nhóm cổ phiếu có trạng thái đỏ ngày hôm nay, trừ nhóm ngành cổ phiếu bán lẻ hay là bảo hiểm thì nó có một sắc đỏ rất là nhẹ thôi anh chị nhá. Ngày hôm nay cái mức độ đóng góp điểm số tăng thì nó trải đều trên các nhóm ngành, không có quá nhiều sự khác biệt. Khi ngày hôm nay chúng ta thấy được nhóm ngành cổ phiếu bất động sản đóng góp đâu đó khoảng 3,26 điểm, nhóm ngân hàng đóng góp khoảng 2,24 điểm và nhóm ngành của chứng khoán đóng góp đâu đó khoảng 1,4 điểm. Nhìn chung thì cái sự khác biệt, cái sự chênh lệch với cái dòng tiền ngày hôm nay nó không được thể hiện trên thị trường của chúng ta, nó trải đều ở trên các nhóm ngành. Bất động sản nổi bật nhất thì anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy được đó chính là hai cổ phiếu của họ nhà Vin, đó chính là con cổ phiếu của VXVIC và con cổ phiếu của VHM, là con cổ phiếu đóng góp điểm số tăng tích cực cho thị trường của chúng ta. Nhưng nếu như nói về cái mức độ mang lại lợi nhuận cho chúng ta ở nhóm ngành bất động sản thì chúng ta lại phải kể đến những con cổ phiếu nó có tính đầu cơ cao, chẳng hạn như cổ phiếu của DG, cổ phiếu của Shell hay là cổ phiếu của L14. Những con cổ phiếu này khi chỉ cần nhóm ngành bất động sản nó có trạng thái bật tăng thôi thì ngay lập tức nó có thể trần, đúng không ạ? Anh chị có thể nhìn thấy được. Còn những cái cổ phiếu khác trong nhóm ngành cổ phiếu bất động sản thực ra nó chỉ là trạng thái bật tăng ở mức độ vừa phải thôi, chứ nó không phải bật tăng quá là mang tính đầu cơ như mấy con Dick Shell hay là L14. Và anh chị em chúng ta mà có mua được những con cổ phiếu Dick Shell là vừa ngày hôm qua đến ngày hôm nay chúng ta có ăn được cây trần thì cũng chúc mừng anh chị em chúng ta, còn mua đuổi ngày hôm nay thì em chưa chắc chúng ta đã có những cái khoản lợi nhuận. Nhóm ngành dầu khí thì ngày hôm nay thực ra nó chính là cái nhóm ngành bật tăng sớm nhất của thị trường chúng ta. Khi chị nhìn thấy được con cổ phiếu của PVS ngay đầu phiên giao dịch thôi, chúng ta thấy được một cái dòng tiền rất là mạnh liên tục đổ vào đối với cổ phiếu PVS và đến kết thúc phiên thì nó có một trạng thái bật tăng khoảng 4,17%. Và ngay đầu phiên khi mà nó có trạng thái bật tăng như vậy ấy, thì em cũng nhắn tin vào nhóm khách hàng cũng như là chia sẻ với một số anh chị em bảo là ngày hôm nay dễ nhóm ngành cổ phiếu của dầu khí nó sẽ có trạng thái bùng nổ, nhưng mà khi kết thúc phiên thì anh chị thấy được nhóm ngành dầu khí thì nó chỉ có hai con cổ phiếu thôi, là con cổ phiếu của PVS và con cổ phiếu của BR, là hai con cổ phiếu bật tăng rất là tốt. Còn cái con cổ phiếu của oil hay là con cổ phiếu của PVD, PVC thì lại chứng lại cái đà tăng, tức là những cái con cổ phiếu chạy sau ở trong nhóm ngành của dầu thì ngày hôm nay nó chạy, còn những cái cổ phiếu đã tăng rất mạnh trước đó rồi, chẳng hạn như PVD, PVC hay là oil thì ngày hôm nay nó có trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng các cổ phiếu đang nghỉ ngơi thì có thể là ngày mai sẽ thay nhau lên chạy đấy chị nhá. Nên cho chúng ta không phải là cầm cái cổ phiếu mà chúng ta chưa chạy mà chúng ta cảm thấy hoang mang đâu, anh chị cứ phải bình tĩnh. Dòng thủy sản ngày hôm nay cũng vậy, anh chị nhìn thấy được dòng thủy sản ngày hôm nay có con cổ phiếu ASM thì có một trạng thái bật tăng rất là tích cực, đúng không ạ? Nó giữ được một cái sắc tím đến cuối phiên giao dịch, nhưng ở một cái chiều ngược lại ấy, khi anh chị có thể nhìn thấy được đây, ASM đây bật tăng tím đến cuối phiên, nhưng những con cổ phiếu như IDI hay ANV chạy rất tốt trong đoạn vừa rồi, nó cũng có trạng thái bật tăng lên theo, nhưng mà cuối phiên thì nó lại bị bán ngược trở lại, bị bán cụt đầu trở lại chị nhá. Nên mà chúng ta cứ đua, chúng ta thấy được con ASM tí mà chúng ta vác tiền ra chúng ta mua đua lệnh những con cổ phiếu như ADI hay là ANV chưa chắc chúng ta đã có lợi nhuận, đúng không ạ? Đấy, chưa chắc chúng ta có lợi nhuận đâu. Nên chúng ta có thể rút ra được một điều ngày hôm nay là cái dòng tiền hiện tại nó không thực sự là trải đều vào trong một nhóm ngành, tức là không phải nó sẽ kéo toàn bộ một nhóm ngành mà nó sẽ mang tiền, nó sẽ tìm đến những con cổ phiếu chưa được kéo, hay là nó ít nhất nó tạo ra được những cái vùng nền giá đủ tốt để nó kéo. Còn những cái cổ phiếu trong nhóm ngành đó mà cái nền giá chưa đủ tốt, chưa đủ sự tích lũy thì nó vẫn chưa kéo đâu. Nên chúng ta không phải là cứ thấy cái cổ phiếu trong nhóm ngành đó chạy là chúng ta lại mua những cổ phiếu khác, thì có khi chúng ta gặp phải những cái rủi ro, đúng không ạ? Chẳng hạn như ngày hôm nay chị thấy được con cổ phiếu ASM chạy, anh chị lại vác tiền vào, anh chị mua những con IDI đúng không ạ, hay là ANV, chúng ta có thể gặp phải những cái rủi ro thua lỗ ngay trong phiên. Đấy, nên chúng ta đừng có FOMO, chúng ta hãy chọn những cổ phiếu có nền giá tốt và thực hiện cái chiến lược là mua ở nền giá, đợi những cái thời điểm nó bật tăng bùng nổ lên bên trên, đấy, chúng ta sẽ kiếm được những cái khoản lợi nhuận.
Còn cái nhóm ngành ngày hôm nay mà em đánh giá là nó có vận động nó không được tích cực cho lắm, đó chính là nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán. Khi có những thời điểm mà em nhìn thấy nhóm ngành chứng khoán nó đã có trạng thái bật tăng khá là tốt rồi, nhưng mà cuối phiên ấy thì nó lại bị bán ngược trở lại. Ngày hôm nay thì em cũng kỳ vọng là nó sẽ kéo được như cái nhóm ngành cổ phiếu của thép hôm trước ấy, là kéo phát được vượt qua cái đỉnh, nhưng mà đến cuối phiên ấy chị thấy được đều bị bán cụt đầu trở lại, như con cổ phiếu của SI, con cổ phiếu của HCM thì khỏe hơn đi, khi nó vẫn tích bên trên vùng đỉnh này thì nó sẽ khỏe hơn chị nhá. Nhưng mà con SI này anh chị nhìn thấy được, hay là BSI này, BSI tích cực hơn, hay là con VND này chị này, đấy có một số cổ phiếu mà đến cuối phiên ấy mà nó cố gắng kéo lên ấy thì nó sẽ bị trạng thái bị bán ngược trở lại. Đấy thì nhóm ngành chứng khoán ngày hôm nay nó kéo lên như vậy, sau đó bị ngược bán ngược trở lại ấy, thì tự nhiên nó tạo ra một hình thái cái đấy nó không được tích cực, bởi vì khi nó kéo lên bên trên ấy thì thanh khoản nó cũng có sự gia tăng lên đấy, thì vô hình chung nó sẽ tạo ra một cái nến ngày hôm nay có nhiều cái sự đu bám hơn đến nhóm ngành chứng khoán. Còn cái nhóm ngành cổ phiếu của thép hay là banh thì đánh giá ngày hôm nay nó vận động cũng rất là tích cực thôi. Đấy, ngày hôm nay chỉ chững lại sau những cái phiên ngày hôm qua nó bật tăng rất là mạnh đúng không ạ? Và đây là những cái vận động hết sức bình thường của một cổ phiếu sau những cái phiên tăng giá mạnh chị nhá. Nó kiểu như là một trạng thái nghỉ ngơi thôi, để lấy sức để tiếp tục để tìm đến những cái vùng giá tiếp theo thôi. Và đây cũng có thể là những cái nhóm ngành mà anh chị em chúng ta chú ý ở trong những cái phiên dịch tiếp theo. Và chúng ta không phải là thấy ngày hôm nay cái nhóm ngành cổ phiếu bất động sản nó chạy rất là mạnh, chúng ta lại bán hết cái cổ phiếu trong ngành cổ thép hay là chứng khoán hay là banh ra, chúng ta nhảy sang chúng ta đua vào nhóm ngành bất động sản. Thế là ngày mai chị thấy được những con cổ phiếu chị vừa bán lại chạy, còn những cái con cổ phiếu chị vừa mua thì lại đứng lại. Đấy là cái lý do là thị trường hiện tại mà anh chị chúng ta đừng có nhảy nhót quá là nhiều, ở đâu cứ ở yên đó, dòng tiền sớm muộn nó sẽ quay trở lại với những cái cổ phiếu của anh chị chúng ta thôi. Đấy, và chúng ta không thể nào chúng ta bắt một cái cổ phiếu hay là bắt một cái thị trường ngày nào nó cũng tăng nữa, nó phải có những cái trạng thái là đi zig zag lên lại nghỉ thôi. Đấy, đây là cái vận động bình thường nhá, chúng ta cũng không cần có nhiều cái sự lo lắng đâu, bởi vì em đã check lại các trạng thái của các cổ phiếu rồi, ngày hôm nay nó vận động rất là ok. Đấy, mặc dù ngày hôm nay thị trường nó bật tăng xanh tím ở nhóm ngành bất động sản hay những cái cổ phiếu khác, đấy sẽ có nhiều anh chị em chúng ta sẽ FOMO đua lệnh vào, nhưng em thì em không khuyến nghị anh chị em khách hàng đua lệnh ngày hôm nay, mà em đã khuyến nghị ngày hôm qua rồi, như video hôm qua đã nói với anh chị rồi đúng không ạ? Đấy là ngày hôm nay cũng có tạm thời đã có những khoản lợi nhuận rồi anh chị. Đấy, chẳng hạn như ngày hôm qua có khuyến nghị anh chị em khách hàng mua hai con, đó là con cổ phiếu của PSH và con cổ phiếu MR. Đấy, một con khai khoáng và một con trong nhóm ngành của dầu. Thì anh chị có thể nhìn thấy được cả thời điểm mua ra sao đúng không ạ? Cả những cái vùng mua cụ thể chi tiết đúng không ạ? Và lý do vì sao mua những cái cổ phiếu đó, và đến cái thời điểm gần mua thôi là em báo với khách hàng liên tục ạ, báo với anh chị em khách hàng. Đấy, cho chúng ta sẽ mua được những cái cổ phiếu đó ngày hôm qua. Và đến ngày hôm nay thì anh chị cũng có thể nhìn thấy được rồi ạ. Đúng ạ, anh chị nhìn thấy được khi kết thúc phiên thì một con tăng đâu đó khoảng 3,39%, còn đâu một con tăng đâu đó khoảng 4,12%, thì tất nhiên ngày hôm nay T1 hàng về anh chị nhá. Ngày hôm nay là hàng T1 rồi, là đã có những khoản lãi rồi. Thì ngày mai kể cả thị trường nó xanh đầu phiên, cuối phiên có thể bị bán ngược thì cũng là hàng đã về rồi, trước Tết rồi đúng không ạ? Và đang có một khoản lợi nhuận nó đệm rồi. Đấy thì thị trường nó diễn biến ra sao thì cũng xử lý được đúng không ạ? Thay vì ngày hôm nay anh chị em chúng ta có đua lệnh cổ phiếu đích, cổ phiếu sell hay là 14 thì chắc gì T cộng về chúng ta đã có những khoản lợi nhuận. Anh chị thấy đúng không ạ? Đấy nên cái thực hiện cái chiến lược hiện tại là anh chị em chúng ta nên mua ở nền và bán ở thời điểm nó có những cái sự bật tăng lên chị nhá. Đấy là lý do vì sao mà ngày hôm qua em bảo với anh chị là em sẽ không đưa ra những cái cổ phiếu như con PSH hay MR, bởi vì có thể anh chị em chúng ta sẽ nhảy vào, anh chị em chúng ta mua FOMO ngày hôm nay chẳng hạn. Nó sẽ làm mất cái đi cái sự cân bằng về cung cầu. Đấy, mất cân bằng cung cầu thì cổ phiếu nó sẽ có thể nó sẽ không tăng, nó sẽ xảy ra những cái sự rũ bỏ. Đấy, và sẽ ảnh hưởng đến cái cổ phiếu mà khách hàng của em đang nắm giữ. Đây là lý do nhá. Đấy, ngày hôm nay thì khi nó hết phiên rồi, ngày mai hàng về rồi thì đấy là em sẽ chia sẻ với anh chị. Anh chị có mua thì đấy là anh chị đẩy giá cho em thôi, đúng không ạ? Đấy, anh chị chú ý cho em một điều như vậy nhá. Nên anh chị có thể tham gia vào cái Zoom khách hàng của em ở trong đoạn tới, thì khi có những cái mã cổ phiếu đạt những cái tiêu chí thì em sẽ báo với anh chị em chúng ta thôi. Cái tiêu chí thì nó em đã chia sẻ rất nhiều rồi, cái việc cổ phiếu nó test test cung trở lại, thanh khoản nó thấp thì sẽ mua đúng không ạ? Đây con này ngày hôm qua chị đúng không ạ? Sau quá trình nó bật tăng đây đúng không ạ? Dòng tiền vào đúng không ạ? Thì nó xảy ra những quá trình dạng rũ bỏ đúng không ạ? Rũ bỏ đúng không ạ? Rũ bỏ xong thì nó có một phiên test cung hướng lên bên trên, thanh khoản thấp thì đấy điểm mua thôi đúng không ạ? Những cái kỹ thuật trong cái việc chúng ta phân tích cổ phiếu đây chị có thể thấy được. Sau khi con cổ phiếu của PSH nó cũng có một phiên bật tăng lên bên trên, dòng tiền nó cũng có sự tham gia ở đây rất là mạnh, nhưng mà thị trường không thuận đúng không ạ? Thì nó sẽ phải làm gì ạ? Rũ bỏ đúng không ạ? Anh chị có thể nhìn thấy được nó rũ bỏ đây. Nó rũ bỏ đây đúng không? Thanh khoản đúng không ạ? Nó rũ bỏ hai phiên không có thanh khoản. Ngày hôm qua test cung xong hướng lên bên trên thanh khoản thấp đúng không ạ? Thì đây điểm mua thôi. Đây chị có thể thấy được đúng không ạ? Những cái kỹ thuật mà em đã chia sẻ rồi. Cái quan trọng là chúng ta có lĩnh hội được hay không, và chúng ta có sự nhạy bén về những cái mã cổ phiếu chúng ta mua hay không thôi nhá.
Đấy, đấy là những cái mã em khuyến nghị khách hàng, chứ không phải đến ngày hôm nay chị em chúng ta lấy xanh tím và anh chị sẽ lên rất nhiều video, người ta hô là người ta sẽ bảo là đấy ngày hôm nay em bảo anh chị chú ý con đích con sell, anh chị em chúng ta mua tím rồi đúng không ạ, cái ngày hôm nay thì anh chị hô kiểu gì thì chẳng đúng, kiểu gì thì chẳng tím ạ. Quan trọng là chúng ta nhìn nhận trước cái cơ hội đấy để chúng ta ngồi vào trước đấy, không phải đua lệnh làm gì, không phải tranh nhau ạ. Ngày hôm nay khi mà nó bật tăng như vậy thì anh chị em nhỏ lẻ chúng ta không biết thì cứ nhảy vào đẩy giá cho em thôi đúng không ạ, em thì cứ ngồi im để em ngắm cho anh chị em chúng ta đẩy đúng không ạ. Đấy ạ. Đấy, thì tất cả những cái điều này thì em cũng sẽ chia sẻ trong cái khóa học sắp tới của em nhé. Đấy, anh chị em chúng ta mà có cái nhu cầu thì anh chị có thể liên hệ với em, thì em sẽ hướng dẫn cho chúng ta tham gia vào cái Zoom của em. Nó sẽ bản chất của nó thì Lan sẽ chia sẻ cuối video về cái khóa học nhé. Còn anh chị đang xem cái video của em thì anh chị nhớ ủng hộ em bằng một cái phần đăng ký kênh cũng như là like để ủng hộ cái video của em, để sau này em có ra những video tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ là người cập nhật. Trên video em sẽ chia sẻ thêm cả những cái kiến thức cho anh chị em chúng ta nhé, kiến thức về việc phân tích cổ phiếu nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà anh chị em chúng ta có thể áp dụng rất là dễ, chứ không phải cần quá là nhiều các cái chỉ báo quá là nhiều. Đối với những nhà đầu tư mới tham gia thì đó là những cái rắc rối đối với chúng ta nếu chúng ta chưa có hiểu những cái cơ bản nhất đúng không ạ, cơ bản nhất của mọi thứ. Và anh chị để lại những comment về những cái mã cổ phiếu anh chị đang quan tâm bên dưới thì em sẽ hỗ trợ anh chúng ta để giải đáp anh chị nhá. Thì đó là về thị trường, đó là về các nhóm ngành. Còn về thị trường của chúng ta thì anh chị có thể nhìn thấy được trên cái mặt đồ thị kỹ thuật ở đây, chỉ số VN Index thì chúng ta thấy được ngày hôm nay nó tăng đâu đó khoảng 9,99 điểm đúng không ạ, một cái con số khá là đẹp và tương ứng tăng 0,92%, và thị trường ngày hôm nay nó đóng ở cái mốc giá khoảng 1098.28 điểm nhé, 1098.28 điểm. Nhìn chung thì các con số đây nó đang thể hiện cho những cái con số rất là đẹp nếu chúng ta xét về cái mặt số học đúng không ạ, các mặt số học. Thanh quả thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy được nó cũng có một cái sự cải thiện, mặc dù nó không cao như phiên ngày hôm qua nhưng đây cũng là một trạng thái thanh khoản khá là tốt nếu như chúng ta để so sánh với một cái đoạn thị trường nó đang khá là ảm đạm ở đoạn trước đó khoảng 1-2 tuần gần đây đúng không ạ, một cái thanh khoản cũng khá là tích cực. Các nhóm cổ phiếu thì ngày hôm nay chúng ta thấy được có sự lan tỏa dòng tiền, tức là ngày hôm nay chúng ta thấy được thị trường nó không phải trong một trạng thái là tăng bằng những cổ phiếu trụ mà nó có sự lan tỏa dòng tiền ở rất là nhiều các cái nhóm cổ phiếu. Xét về mặt yếu tố kỹ thuật thì anh chị có thể thấy được là ngày hôm nay thì VN-Index của chúng ta nó đã có những cái trạng thái là bật tăng lên cái ngưỡng tiệm cận cái ngưỡng cả 1.100 điểm, có những thời điểm cao nhất thị trường đã vượt lên ở vùng giá 1.100.39 điểm. Tuy nhiên thì cuối phiên thị trường nó vẫn không đủ cái lực cầu vào để nó giữ trên vùng giá bên trên đó đúng không anh chị, và nó kết phiên ở cái mốc giá khoảng 1.098 điểm, tức là chỉ cần 2 điểm nữa thôi là thị trường nó sẽ ở trên cái mốc kháng cự đó. Và anh chị có thể nhìn thấy được yếu tố thanh khoản ngày hôm nay, vừa em có trao đổi với anh chị là thanh khoản nó có sự giảm đúng không ạ, thì bây giờ chúng ta đánh giá xem cái thanh khoản ngày hôm nay nó giảm hơn đôi chút với phiên dịch của ngày hôm qua thì nó sẽ là một tín hiệu tích cực hay là một tín hiệu không được tích cực, thì anh chị đang xem đây. Nếu như anh chị đánh giá tích cực thì anh chị có thể comment tích cực đúng không ạ, anh chị mà đánh giá tiêu cực thì anh chị chúng ta bảo là tiêu cực đúng không ạ, anh chị thử đưa ra quan điểm của mình. Còn trên quan điểm của em thì em đánh giá đây là một cái trạng thái vận động tích cực của thị trường chúng ta. Vì sao lại đánh giá là trạng thái tích cực? Vì anh chị có thể nhìn thấy được ngày hôm nay thị trường nó càng ngày càng tiến về một cái ngưỡng cản, nó mang cái tính khá là cứng của thị trường chúng ta, đó là cái ngưỡng cản 1.100 điểm đúng không, đúng không anh chị? Đấy, và nếu như chúng ta biết được khi một cổ phiếu nó tiến về một cái vùng cản hay một thị trường tiến về vùng cản, thông thường thì ở đó chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái lực cung ra đối với thị trường của chúng ta, nó sẽ có những cái lực cung ra. Đấy, lực cung ra, và lực cung đó thể hiện gì ạ? Nó sẽ thể hiện ở cái mặt thanh khoản. Nhưng anh chị có thể nhìn thấy được ngày hôm nay thị trường nó tăng gần như hết cái biên tăng đúng không ạ, gần như tăng hết cái biên tăng này trong một trạng thái thanh khoản nó không cần quá là cao như phiên ngày hôm qua, nó tiệm cận lại vùng cản, thì nó cho chúng ta thấy được một điều là ngày hôm nay thị trường kéo lên và nó chưa gặp những cái áp lực cung ra quá là lớn ở cái vùng cản hiện tại, thì đó là tín hiệu tích cực, tức là thị trường nó không cần quá là nhiều tiền nó vẫn có thể kéo lên gần tiệm cận cái vùng cản 1.100 điểm đúng không ạ, và nó tăng mở hết biên chứ nó không phải tăng một cái trạng thái là tăng và bị bán ngược trở lại, cụt đầu chẳng hạn, thì nó không được tích cực nhá. Thì đó là cái điều anh chị em chúng ta chú ý ngày hôm nay, đánh giá đây là một cái phiên vận động khá là tích cực của thị trường chúng ta, chứ nó không hề mang một yếu tố gì là quá là tiêu cực hay là không có dòng tiền vào thị trường của chúng ta anh chị nhá. Kiểu như anh chị em chúng ta hiểu là bây giờ thị trường nó tiến lên một cả rồi, lẽ ra phải có nhiều lực cung, nhưng người ta chỉ cần một cái lượng tiền vào vừa đủ thôi, nó cũng đủ sức để giữ thị trường ở trên vùng giá bên trên này nhá. Đấy là cái trạng thái mà em đánh giá ngày hôm nay là một phiên vận động tích cực của thị trường chúng ta. Đấy. Nhưng anh chị em chú ý cho em một điều như sau là hiện tại VN-Index của chúng ta nó đã mở gap hai phiên liên tiếp rồi. Tức là phiên ngày hôm qua thị trường đã có một cái gap rồi.
Và phiên ngày hôm nay thị trường tiếp tục lại mở ra thêm một cái gap nữa chị nhé. Là thị trường của chúng ta có một trạng thái là mở hai cái gap liên tục, và trong hai cái phiên như vậy thì thông thường nếu như thị trường mở ra hai gap liên tục ấy thì cái xác suất mà nó quay trở lại lớp gap ngay ấy, rất là cao nhá. Đấy, trừ khi thị trường nó có một trạng thái dòng tiền quá là mạnh thì nó không lấp thôi. Còn cơ bản với một thị trường đang cận cái vùng đỉnh như vậy, nó mở gap ra hai phiên như vậy, nó thể hiện cho sự hưng phấn của nhà đầu tư. Thì để giảm đi cái sự hưng phấn đó thì thông thường nó sẽ có những nhịp điều chỉnh để lấp lại những cái vùng gap đó, tạo ra một sự cân bằng lên với cung cầu. Đấy anh chị em chú ý cho em, ngày hôm nay nó có một cái điểm nó cũng không được trọn vẹn là thị trường ngày hôm nay nó tăng giá, nhưng mà nó tiếp tục nó để hở ra một gap nữa. Thị trường của chúng ta đã có hai cái gap rồi, nên cái việc mà chúng ta mua mới sau cái vùng gap thứ hai đấy, nó thực sự là phải đề cao cái tính quản trị rủi ro của anh chị em chúng ta nhé. Đấy, cái gap thứ nhất thì anh chị em chúng ta có thể là nó sẽ đi ngang lâu lâu nó về lấp, nhưng mà cái gap thứ hai thì có thể có khi ngày mai nó sẽ quay lại lấp ngay đấy. Nên mà chúng ta mà cứ mua sớm ngày mai đua FOMO thì có thể chúng ta gặp ngay những cái sự thua lỗ ngay trong phiên nhá. Anh chị em chú ý cho em như vậy. Vậy với một trạng thái bật tăng như phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chờ đợi kịch bản gì đối với thị trường chúng ta, kịch bản trong ngắn hạn là gì và cách chúng ta sẽ hành xử ra sao, liệu chúng ta có nên chốt lời cổ phiếu hay không, hay chúng ta có nên mua mới hay không, và cái kịch bản mang tính nó dài hơi ra một chút để chúng ta sẽ có những góc nhìn thật là tổng thể về thị trường ấy nhá. Thế anh chị có thể nhìn thấy được là với cái xung lực tăng giá như kết phiên ngày hôm nay, tức là thị trường ngày hôm nay khi kết phiên nó vẫn đang trong một trạng thái bật tăng rất tích cực, nó vẫn chưa gặp phải những áp lực mà chúng ta gọi là áp lực chốt lời đến từ các cái nhà đầu tư, thì có thể là đến phiên giao dịch của sáng ngày mai thị trường chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có một trạng thái bật tăng lên, và nó sẽ tiếp tục bật tăng và kiểm định lại vùng cả 1.100 điểm nhá, kiểm định lại vùng giá 1.100 điểm. Nhưng đến phiên chiều thì cái việc tăng giá của thị trường chúng ta nó sẽ bị thử thách. Lý do vì sao? Lý do vì anh chị có thể nhìn thấy được là đến phiên chiều ngày mai thì cái lượng hàng của phiên bật tăng bùng nổ ngày 17 tháng 1 nó sẽ về tài khoản của đại đa số nhà đầu tư chúng ta, nó sẽ về, và cái áp lực bán ra nó sẽ có xảy ra, nó sẽ đến từ một số cái lý do ngoại cảnh, chẳng hạn như sẽ có nhiều nhà đầu tư chúng ta bán chốt hàng để chúng ta nghỉ lễ, bởi vì mai là cái phiên giao dịch cuối cùng của thị trường chúng ta rồi, thì thông thường nhà đầu tư sẽ có một cái tâm lý là thôi năm mới là năm cũ rồi, bán cuốn chiếu hết để sang năm sau mình sẽ tham gia tiếp, đúng không ạ? Thì người ta sẽ có thể là chiều mai người ta hàng về cái người ta sẽ bán ra, sẽ tạo ra một cái lực cung cộng với một cái trạng thái là đang tiệm cận vùng đỉnh như vậy, đúng không ạ? Vùng kháng cự như vậy, chỉ cần có những cái biến động một chốt lời đây thôi là những cái người đang kẹt ở vùng giá cũ 1.100 người ta có thể sẵn sàng người ta mang hàng ra, người ta sẽ bán. Nên phiên chiều mai có thể là thị trường nó sẽ xảy ra những cái sự rung lắc nhất định. Đấy, sự rung lắc nhất định sẽ xảy ra ở chiều mai. Nên anh chị chú ý trong kịch bản như sau: nếu phiên sáng ngày mai thị trường tiếp tục có một trạng thái là bật tăng và hở gap tiếp nhé. Nếu như sáng ngày mai thị trường tiếp tục có một trạng thái bật tăng và hở gap ngay ở đầu phiên sáng tiếp, thì anh chị em chúng ta cân nhắc hạ bớt cổ phiếu ra cho em. Bởi vì như vậy thị trường đã tạo ra 3 gap liên tiếp rồi, và khi nó tạo ra 3 gap liên tiếp đấy, nó cho thấy một cái sự hưng phấn tột độ của nhà đầu tư rồi. Và khi chị biết được nhà đầu tư nhỏ lẻ hưng phấn quá thì thông thường là thị trường nó sẽ bước vào những cái nhịp điều chỉnh rất là mạnh. Đấy, nên sáng ngày mai những thị trường tiếp tục mở ra một gap nữa thì cái việc của anh chị chúng ta không phải là đua lệnh FOMO vào, mà việc của anh chị chúng ta đó chính là bán cổ phiếu của mình ra anh chị nhá. Đó là một cái kịch bản thứ nhất cho ngắn hạn trong phiên ngày mai. Còn trường hợp VN-Index ngay sáng ngày mai nó có một trạng thái là đỏ ngay đầu phiên, nó cứ đỏ ngay đầu phiên, nhưng thị trường lại không có một sự bán tháo ra, nó cứ đỏ thôi, không sự bán tháo ra, và đến phiên chiều nó hấp thụ được những cái lượng cung của nhà đầu tư mua ở cái phiên giao dịch ngày 17 tháng 1, và sau đó nó có một trạng thái kéo xanh lên. Và nếu như kịch bản đó thì thông thường cuối phiên em rất đánh giá rất cao là thị trường nó sẽ có cái trạng thái là bật tăng qua ngưỡng 1.100 điểm trong một trạng thái là thuyết phục các chị nhá. Thuyết phục, chứ nếu như ngày mai tất nhiên thị trường nó có thể là sáng mai nó sẽ tăng hở gap ra và nó sẽ bật tăng lên 1.100, nhưng đấy là một trạng thái bật tăng sẽ không thuyết phục. Nếu như ngày mai trạng thái đỏ lấp luôn cái gap mở ra ngày hôm nay và cuối phiên hấp thụ xong cái lượng cung của người T2.5 ở phiên giao dịch ngày hôm kia, ở phiên giao dịch ngày hôm qua, và kéo một phát lên 1.100, thì đánh giá đấy là một trạng thái vượt cản rất là tích cực của thị trường chúng ta, và đó là một dấu hiệu rất là tốt. Và anh chị em chúng ta có thể là sáng ngày mai nếu thị trường nó đỏ, đúng không ạ, đến chiều ngày mai nó vẫn đỏ mà trạng thái thị trường nó không có sự bán tháo ra, thì đó là cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ mua cổ phiếu điều chỉnh ở các nhóm mà ngày mai hàng T2.5 về, chẳng hạn như nhóm cổ phiếu của chứng khoán, nhóm cổ phiếu của thép, banh, hay là nhóm cổ phiếu đầu tư công. Đó là những cái nhóm ngành đang thu dòng tiền, và anh chị em chúng ta nên chú ý để tham gia ở những cái nhịp thị trường điều chỉnh nhá. Nên chúng ta chỉ mua trong một trạng thái là ngày mai nếu như đầu phiên nó đỏ thì mới mua,
vào cuối phiên xanh đấy. Còn nếu như ngày mai mở gap ra nhé, mở gap tăng mạnh ra một cái là chúng ta sẽ bán ra và đến chiều thôi, không tham gia nữa chị nhá. Bởi vì khi mà thị trường nó bật tăng gap quá là nhiều thì nó không thực sự là tích cực đâu, nên chị chú ý cho em điều như vậy. Đó là cái kịch bản ngắn hạn và chúng ta sẽ hành xử ra sao cho cái việc chúng ta sẽ mua mới hay là chúng ta sẽ chốt cái cổ phiếu của mình ra anh chị nhá. Chúng ta phải phiên cuối cùng rồi, ngày mai phiên cuối cùng thị trường rồi, chúng ta phải hành xử một cách rất là cẩn trọng anh chị nhá, cẩn tắc vô hay náy chị ạ. Tức là ngày mai là phiên cuối rồi, chúng ta làm sao để cho chúng ta sẽ có cái kỳ nghỉ lễ nó hết sức là thoải mái, chúng ta không còn phải băn khoăn gì nữa. Chứ ngày mai chúng ta mua sai cổ phiếu một cái, cuối phiên nó giảm lại một cái, thì ôm một cái cổ phiếu lỗ đến sang năm nó mới về, cả Tết cứ lo nghĩ đến cái đó thì nó cũng không thực sự là tích cực nhá. Nên chị em chúng ta phải hết sức chú ý chị ạ. Đấy là một cái kịch bản ngắn hạn. Còn về kịch bản nó dài hơi hơn ra một chút thì anh chị cũng có thể xem video ngày hôm qua của em rồi. Em đã chia sẻ với anh chị em chúng ta là thị trường khi nó gặp vùng cản đây thì cái xác suất của nó sẽ tạo ra một cái vùng giá đi ngang đây nhá, vùng giá đi ngang đây, và nó sẽ có những trạng thái là điều chỉnh xuống bên dưới để lấp cái gap đây này. Đấy, lấp cái gap được mở ra ở phiên giao dịch của ngày 17 tháng 1 và sau nó sẽ có trạng thái bật tăng lên bên trên. Thì em đang đánh giá cái kịch bản đó nó có thể xảy ra. Đấy, kịch bản đó nó có thể xảy ra và chúng ta có thể chờ đợi những kịch bản như vậy chị nhá. Thì cái ví dụ thì em cũng đã chia sẻ rất là kỹ với anh chị em chúng ta ở những cái giai đoạn trước đây thị trường khi lên rồi, khi nó có những cái trạng thái bắt đầu bật tăng lên bên trên ấy thì sau đó nó vẫn có một vùng đi ngang và sau đó nó sẽ có trạng thái là rũ bỏ. Đấy, rũ bỏ xong thì nó đi lên đúng không ạ? Đi lên xong lại quay lại lớp gap đây. Đấy, nó sẽ có những phiên quay lại lớp gap đây. Đấy, và sau đó lại đi lên đúng không ạ? Đấy, lớp gap xong đi lên. Đấy thì thị trường hiện tại thì có thể sẽ đi lên và sẽ tạo ra vùng giá đi ngang. Đi ngang xong một thời gian quay trở lại lớp cái gap trước đó và sau đó lại hồi phục lên và sẽ bước vào một con sóng tăng tiếp theo. Đấy, nó cứ vận động như vậy chị nhá. Cứ đi này, rũ xuống này, lớp gap này. Đấy, rũ test cung đúng không ạ? Đi lên đúng không ạ? Đấy thì thị trường nó sẽ như vậy. Nên chị chú ý xem một điều là cái xu hướng về mặt dài hơn một chút thì thị trường có thể sẽ tạo ra một cái vùng giá đi ngang bên trên. Đấy, bao giờ thị trường nó cũng như vậy thôi, kể cả đây chị này. Nó cũng sẽ tạo ra một vùng giá đi ngang trước khi điều chỉnh để lấp lại cái vùng giá bên dưới. Hay là cái gì? Hay đây cũng thế thôi, nó sẽ đi ngang ấy. Nên chị em chúng ta chú ý cho em là cái kịch bản nó sẽ như vậy theo cái quan điểm của em đánh giá. Còn những cái chia sẻ mà nó mang tính là sẽ giảm về vùng giá khoảng 800 bao nhiêu hay là 900 thì chắc là nó hơi khó anh chị ạ. Đấy, em thì em không hay đoán điểm số đâu, nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào các cái mặt trạng thái vận động các nhóm ngành ấy thì để nó sập như vậy thì nó cũng anh chị em chúng ta chắc là chờ phải héo mòn đấy. Anh chị em mà ngồi đợi dọn vừa rồi đợi chỉnh thì chắc là đúng là em nói thật với anh chị là héo mòn, không nó có về đâu chị, bởi vì thị trường nó đã tạo ra xu thế như vậy rồi thì anh chị em chúng ta bây giờ phải thuận theo thị trường chứ chúng ta đừng ép bản thân thị trường là sẽ vào cái quan điểm của chúng ta nhá. Đấy, bởi vì có nhiều anh chị em chúng ta cả dọn vừa rồi cứ bảo là thị trường về vùng giá 900 rồi là 980, thế là thị trường nó ở đây này chị này, nó không gãy, sau nó hồi phục đi lên một đoạn đây, thế là coi như là cứ ngồi ngoài cả dọn vừa rồi đấy, không mua không bán gì anh chị đấy không ạ. Nên chúng ta không nên mang cái tôi của mình, quan điểm của mình quá nhiều thị trường. Chúng ta cứ thị trường mang lại cái dữ liệu gì chúng ta phải nương theo dữ liệu đó để chúng ta chơi nhá. Đấy, em thì cũng như thế thôi, chứ em không bao giờ em bắt là thị trường. Trước đây em đánh giá có thể thị trường khi gãy đây nó sai đúng không ạ, nhưng mà nó hồi phục lên được, nó không chết thì lại phải quay trở lại thị trường thôi. Đấy, chúng ta phải linh động linh hoạt theo thị trường ấy nhá, làm gì qua đoán được thị trường 100% đúng không chị. Chỉ có thị trường luôn luôn đúng và chúng ta phải làm theo thị trường nhá. Đấy, nên dạo thị trường hiện tại mà thị trường anh chị đang cầm những cái cổ phiếu ấy, có nhiều anh chị hỏi là chốt lời chưa ấy, thì những cái cổ phiếu mà anh chị nó chưa vi phạm gì, vẫn có lợi nhuận, vẫn đang tạo ra những vùng nền giá tốt thì chả có lý do gì anh chị phải bán cả, cứ giữ lại để qua Tết chúng ta cầm cũng được nhá. Chúng ta cầm những khoản lãi qua Tết thì nó khác gì chúng ta lãi 2 năm đúng không ạ, thì nó lại là những cái điều may mắn, chỉ là những khoản lỗ anh chị em chúng ta vi phạm thì phải xử lý thôi. Còn nếu như cổ phiếu anh chị chưa vi phạm gì đúng không ạ, giữ được cho em, trừ khi nó về những vùng cản thì anh chị có thể chốt một phần ra. Chẳng hạn như anh chị có 100.000 cổ phiếu đi, anh chị có thể chốt trước 20.000 cổ phiếu đúng không ạ, để lại 80.000 cổ phiếu để cho bật tăng tiếp lên những vùng cản tiếp theo để chốt tiếp. Tức là chúng ta sẽ thực hiện cái chiến lược là chốt lời từng phần đấy, chứ không phải chúng ta không cần phải chốt để ăn Tết làm gì cả. Bởi chúng ta ăn Tết thì nó có hết bao nhiêu đúng không anh chị, và anh chị bán hàng ra hết một phát thì anh chị em chúng ta có thể là không có cơ hội để mua lại những cái mã cổ phiếu đó nữa chị nhá. Đấy, bởi vì cái vị thế nó mới là cái quan trọng, chứ còn không phải là anh chị em chúng ta thích bán đâu, thích mua đâu, nó cũng được đâu. Đấy, đấy là câu trả lời của em dành cho anh chị em chúng ta về việc chúng ta bán chốt lời chưa. Chúng ta không cần phải bán đấy chị nhá. Đấy, không cần phải bán, cứ bình tĩnh thôi. Con nào nó vi phạm thì bán, hoặc là anh chị em chúng ta gặp những cái vùng cản thì hạ bớt ra thôi, không cần phải bán hết anh chị nhá. Đấy, cổ phiếu tốt thì chả có lý do gì chúng ta phải bán cả, Tết nhất thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Và quan trọng là chúng ta vẫn phải mua ở nền và bán ở khi nó xảy ra những cái cây nến bùng nổ chị nhá, chứ chúng ta đừng có làm ngược lại, chúng ta cứ mua
mua trong hưng phấn rồi bán trong hoảng loạn đâu. Đấy, anh chị cứ chọn những cái cổ phiếu ngày hôm nay chưa tăng ấy, thì có thể ngày mai nó lại cái cổ phiếu sẽ có sự bật tăng. Đấy, anh chị chúng ta cũng không 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 nên quá FOMO nhá. Đấy, đấy là cái lưu ý của em. Còn về cái khóa học của em sắp tới ấy, thì anh chị có thể đăng ký ở cái phần mô tả, bởi vì sang sang tháng 2 đấy, sau sau Tết âm thì chúng ta sẽ có như khai bút đúng không ạ? Đấy, cái việc mà năm mới em đánh giá sẽ có rất nhiều cơ hội cho anh chị em chúng ta. Anh chị em chúng ta chỉ cần có những cái kiến thức thôi, anh chị em chúng ta sẽ chủ động được cái việc chúng ta sẽ mua bán ra sao chị nhá. Tất cả những cái việc mà em mua hiện tại, em khuyến nghị khách hàng mua sao, thì trong cái khóa học đó em sẽ chia sẻ hết cho anh chị em chúng ta. Đấy, test cung đúng không ạ? Cái điểm mua test cung, chúng ta chỉ cần mua và chúng ta ngồi đấy, và đến ngày hôm sau đợi cho những nhà đầu tư khác người ta FOMO và người ta đẩy giá cho chúng ta, chứ chúng ta không cần phải mua này, đua đua này mua đúng không ạ nhá. Đây chị có thể nhìn thấy được cái form đây, form ở phần comment em cũng để đây nhá, hay là bên cái phần anh chị vào cái phần mô tả anh chị bấm ra chữ hiện thêm này, thì khi anh chị chọn đây này nó cũng sẽ ra cái form này. Đấy, thì khi ra cái form đó thì anh chị chú ý cho em là anh chị vào đây và anh chị đăng ký tên này, đó, email của anh chị này, Zalo gì này, đấy, thì sau đó em sẽ liên lạc lại cho anh chúng ta. Ở đây sẽ có là cái học phí chị nhá, đấy, học phí này, và sau đó là có cả phương thức thanh toán đây, đấy, thì anh chị có thể tham khảo đây và sau liên hệ với em, thì em sẽ thêm anh chị vào cái Zoom học viên và chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành, và anh chị yên tâm là em sẽ đồng hành với anh chị sau khóa học nhá, chứ không phải là em sẽ bỏ anh chị em chúng ta đâu, và sẽ có những cái cổ phiếu để chúng ta thực hành. Thì đó là những cái lưu ý, những cái chia sẻ cuối cùng của em. Nếu chị em chúng ta mà thấy những chia sẻ của em hữu ích, thì anh chị có thể đồng hành với em tại công ty chứng khoán VPS hoặc là TCBS bằng việc anh chị chuyển ID thôi. Còn anh chị chưa có thì anh chị có thể liên hệ với em sẽ hướng dẫn anh chị em chúng ta mở tài khoản anh chị nhé. Thì đó là những cái chia sẻ ở trong video ngày hôm nay. Chúc anh chị em chúng ta sẽ có cái phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022 âm có một cái phiên giao dịch thật là rực rỡ và có những quyết định thật là hợp lý anh chị nhé. Cảm ơn chị em chúng ta rất nhiều.